24 tiếng sôi động của bóng đá thế giới đã trôi qua với điểm nhấn là danh sách tập trung của đội tuyển Argentina. Bên cạnh đó, các cập nhật về Liverpool, Manchester United và nhiều đội bóng tên tuổi cũng sẽ có mặt trong bản tin ngày 21 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và hãy bắt đầu ngay bây giờ. Liverpool chính thức bổ nhiệm Arne Slot. Argentina triệu tập đội hình dự Copa America. Manchester United giảm lương của các cầu thủ. Đến làm khách của Bologna trong trận đấu đêm qua và Juventus đã để thủng lưới 2 bàn chỉ sau 11 phút bóng lăn. Thời gian còn lại của hiệp 1 chứng kiến việc lão bản thành Turin vô vọng trong việc rút ngắn tỷ số nên đội khách đánh bước vào giờ nghỉ với bất lợi lớn về mặt kết quả. Mọi chuyện sau đó tiếp tục diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Bologna khi họ nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 53. Thế nhưng đây mới là lúc kịch tính xuất hiện khi Chiesa, Arkadiusz Milik cùng Kenan Jelic lần lượt lên tiếng để đưa cuộc đấu về lại vạch xuất phát. Chung cuộc, Juventus hòa kịch tính Bologna với tỷ số 3 đều để có cùng 68 điểm như chính đối thủ. Thế nhưng lão bà thành Turin đang xếp dưới thầy trò Thiago Motta một bậc do thua kém về mặt hiệu số. Một ngày sau khi chia tay Jurgen Klopp thì Liverpool đã công bố chiến lược gia kế nhiệm ông thầy người Đức. Trên trang chủ đội bóng, The Kop chính thức xác nhận Arne Slot sẽ là tân huấn luyện viên trưởng tại sân Anfield. Được biết các bên đã ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và chiến lược gia người Hà Lan sẽ bắt đầu công việc mới vào ngày 1 tháng 6. Chắc chắn những kế hoạch về nhân sự của Slot sẽ là điều tiếp theo mà các fan lứa đoàn đỏ quan tâm vào lúc này. Để chuẩn bị cho các trận giao hữu và Copa America thì đội tuyển Argentina đã công bố danh sách tập trung. Tất nhiên, Lionel Messi chính là cái tên nhận sự chú ý lớn nhất của truyền thông. Bên cạnh đó, ông lớn Nam Mỹ còn nhận sự đóng góp của nhiều ngôi sao chất lượng như Di Maria, Alexis McAllister, Julian Alvarez hay Lisandro Martinez. Cập nhật vừa nêu biến thầy trò Lionel Scaloni thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Copa America. Tuy vậy, đây chưa phải là danh sách chính thức cho ngày hội bóng đá lớn nhất Nam Mỹ khi 3 cầu thủ sẽ bị cắt giảm vào phút chót. Việc không được dự Champions League mùa sau khiến Manchester United chịu ảnh hưởng nặng nề về mặt kinh tế. Điều này làm thu nhập của các thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi họ mất tới 25% mức lương đang nhận. Tuy vậy, đây cũng có thể coi là cách quỷ đỏ buộc những ngôi sao trong đội phải thi đấu nỗ lực hơn trong tương lai để đảm bảo thành tích cho đội bóng cũng như mức đãi ngộ của chính bản thân. Việc Copa America nâng số cầu thủ mà mỗi đội tuyển được đăng ký lên con số 26 giúp cho các huấn luyện viên có thêm nhiều sự lựa chọn. Với riêng Brazil, đại diện xứ Samba vừa gọi bổ sung thêm 3 cái tên là hậu vệ Bremer, tiền vệ Ederson và tiền đạo Pepe. Bên cạnh đó, thủ môn Rafael cũng được triệu tập để thay thế cho người gác đền Ederson Moraes dính chấn thương. Tất nhiên bên cạnh Argentina thì Brazil cũng là một ứng viên nhận nhiều hy vọng cho chức vô địch Copa America. Bên cạnh những lời động viên thì đôi khi các cựu cầu thủ của Man United cũng đưa ra nhiều nhận xét tương đối khắt khe với các hậu bối. Thế nhưng dưới góc nhìn từ thủ môn Andre Onana, những lời chỉ trích trên không khiến ngôi sao sinh năm 1996 bị ảnh hưởng. Thậm chí người gác đền 28 tuổi còn cho biết bản thân không để ý đến quan điểm của các huyền thoại đội bóng. Bên cạnh đó, Onana cũng cho thấy sự quyết tâm trước trận chung kết Cup 27 cuối tuần này. Dù không thể cùng Arsenal vô địch EPL nhưng trung vệ William Saliba vẫn có một mùa giải đáng nhớ. Thậm chí ngôi sao xứ Lục Lăng còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử pháo thủ thi đấu tất cả các phút ở mọi trận đấu tại EPL mùa này. Ngoài sự bền bỉ về thể lực, cầu thủ 23 tuổi còn cho thấy sự tiến bộ trên khía cạnh chuyên môn với nhiều màn trình diễn nổi bật. Do vậy, khả năng cao Saliba sẽ tiếp tục xây chắc chỗ đứng của mình tại đội chủ sân Emirates trong mùa giải tới. Chiến thắng West Ham cuối tuần trước là trận bất bại thứ 50 liên tiếp tại EPL của tiền vệ Rodri. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh chỉ có cựu hậu vệ Sean Campbell với thành tích 56 trận không thua liên tiếp là sở hữu thống kê ấn tượng hơn trụ cột của Man City. Tất nhiên với vị thế của đội chủ sân Etihad, Rodri có thể nâng cao thành tích hiện tại và vượt qua Campbell ngay ở mùa giải năm sau. Harvey Elliott vừa đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận ở chiến thắng của Liverpool trước Wolves. Bên cạnh đó, nhân tố 21 tuổi cũng nhận vinh dự khi trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải của lũ đoàn đỏ. Đây là minh chứng cho sự trưởng thành của Elliott và khả năng cao ngôi sao sinh năm 2003 sẽ tiếp tục nhận sự tin tưởng dưới triều đại của tân huấn luyện viên Arne Slot. Dù vừa cùng Manchester United trải qua một mùa giải thất bại, thiếu luyện viên Erik ten Hag vẫn là cái tên hot với nhiều đội bóng. Theo tờ The Mirror, Bayern Munich và Ajax vẫn đang dành sự quan tâm cho chiến lược gia người Hà Lan.
Tất nhiên mọi chuyện chỉ trở nên rõ ràng hơn sau trận chung kết Copa 37 khi Quỷ Đỏ làm rõ việc có giữ lại chiến lược giả 54 tuổi hay không. Dù rất nỗ lực trong quá trình bình phục chấn thương, nhưng Aurélien Tchouaméni vẫn không thể có mặt ở trận chung kết Champions League đầu tháng 6. Thông tin trên đặt ra thử thách cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti trong việc tìm kiếm nhân sự thay thế. Còn với Tchouaméni, mục tiêu của cầu thủ người Pháp lúc này là đạt được thể trạng tốt nhất trước khi Euro khởi tranh trên đất Đức. David Raya đã chứng minh được năng lực khi thi đấu cho Arsenal dưới dạng cho mượn từ Brentford. Vì vậy, ngôi sao xứ đỏ đã thể hiện nguyện vọng tiếp tục cống hiến cho pháo thủ trong mùa giải tới. Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Emirates sắp chi ra 27 triệu bảng để mua đứt Raya. Đây là quyết định được đưa ra từ lâu và chỉ còn đợi thời điểm thích hợp để thực hiện. Hậu vệ trái là vị trí mà Manchester United cần ưu tiên bổ sung trong phiên chợ hè. Hiện tại, Quỷ Đỏ dành sự quan tâm cho tài năng Jordan Hato của Ajax. Trong mùa giải vừa qua, Samai 18 tuổi tạo được những dấu ấn tích cực khi ra sân 33 trận ở giải vô địch Hà Lan và có cho mình một bàn thắng và hai kiến tạo. Vì thế, thời gian tới là lúc Manchester United và đội chủ sân Amsterdam Arena sẽ có những cuộc trao đổi về trường hợp của cầu thủ sinh năm 2006. Ngay sau khi mùa giải kết thúc, thì nhiều cầu thủ đã nhận đồn đoán sắp chia tay Tottenham. Cụ thể, Pierre, Emin Højbjerg, Giovanni Lo Celso, Emerson Royal, Brian Gill và Ryan Sessegnon là những cái tên có thể rời gà trống trong phiên chợ hè. Ở chiều ngược lại, một số cái tên tiềm năng cũng đang lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo của đại diện thành London. Dường như một cuộc cách mạng nhân sự đang được huấn luyện viên Ange Postecoglou ấp ủ thực hiện tại Tottenham. Sau một mùa giải bùng nổ cùng Bayer Leverkusen thì Florian Wirtz đã nhận sự vinh danh xứng đáng. Cụ thể, thành tích 11 bàn thắng cùng 11 kiến tạo giúp cho ngôi sao 21 tuổi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Bundesliga. Đây sẽ là động lực quan trọng để nhân tố sinh năm 2003 tiếp tục đà thăng tiến trong mùa giải tới để tìm kiếm thêm sự chú ý từ các câu lạc bộ tên tuổi. Moises Caicedo vừa kết thúc mùa giải đầu tiên cùng Chelsea bằng pha ghi bàn vào lưới của Bournemouth. Việc này làm cựu sao Brighton phấn khích và đưa ra nhận định đầy lạc quan với nội dung: "Tôi cảm thấy thật tốt khi được gia nhập Chelsea vì đây là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi chắc rằng mùa giải tới sẽ là một mùa giải tốt với câu lạc bộ." Tiếp bước người Anh Kylian Mbappe thì Ethan Mbappe cũng chuẩn bị chia tay Paris Saint-Germain. Thế nhưng điểm đến của tài năng 17 tuổi chưa phải một ông lớn của châu Âu mà chỉ là câu lạc bộ Lille. Hiện tại các bên đã đạt được thỏa thuận miệng nên quá trình còn lại sẽ sớm được triển khai. Đây có thể coi là động thái hợp lý của Ethan Mbappe trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn so với viễn cảnh tiếp tục bám trụ lại sân công viên các hoàng tử. Roberto De Zerbi đã chia tay Brighton và đang tìm kiếm một tập thể tham vọng hơn. Theo cập nhật từ truyền thông, bến đỗ trong mơ của chiến lược gia người Ý chính là AC Milan. Ở chiều ngược lại, đội chủ sân San Siro cũng đang tìm kiếm người kế nhiệm Pioli. Vì thế, thời gian tới có thể là lúc các bên có những sự trao đổi và bàn về khả năng hợp tác. Tất nhiên, với những dấu ấn tích cực đã tạo ra Brighton, Roberto De Zerbi cũng có thể lắng nghe thêm những lời mời chào từ các đội bóng khác. Như vậy, chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý của thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Đừng quên theo dõi các video thuộc hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân để biết được các thông tin nóng nhất từ làng Túc Cầu. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui.